Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thăm và làm việc tại Thái Bình. Hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Câu chuyện thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi tại xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Thái Bình liên quan đến một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã báo cáo khái quát với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng qua và kết quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nêu một số kiến nghị đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải. Về tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Thái Bình dài 44,5 km, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển của Thái Bình, đồng thời kết nối Thái Bình với các đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc, nên tỉnh mong muốn sớm được phê duyệt triển khai thực hiện dự án về tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình Hà Nam với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Hiện nay giai đoạn 1 của tuyến đường từ quốc lộ 10 đến cầu Thái Hà đã hoàn thành, đang bàn giao đưa vào sử dụng. Tỉnh mong muốn sớm được đầu tư giai đoạn 2 của dự án, đoạn nối từ quốc lộ 10 đến tuyến đường bộ ven biển tại huyện Thái Thụy dài khoảng 19,7 km. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giữ nguyên phương án thu giá dịch vụ sử dụng trạm Tân Đệ như hiện nay, tiếp tục quan tâm bổ sung kế hoạch vốn bảo trì đường bộ do tỉnh quản lý và sớm phân bổ kế hoạch vốn năm 2018, xem xét phê duyệt đề án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối Nam Định với Thái Bình qua Phà Sa Cao đến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đường Thái Bình Hà Nam đi Phà La Tiến sang tỉnh Hưng Yên, cho chủ trương đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa tuyến tránh S1 quốc lộ 10 với tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình đến đường Thái Bình Hà Nam cắt qua tuyến tránh S1 quốc lộ 10 tại vị trí khu công nghiệp TPS Sông Trà. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng Thái Bình có quy hoạch giao thông tương đối tốt. Bộ trưởng ủng hộ cao chủ trương xây dựng đường bộ ven biển, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung xem xét, thẩm định, hoàn thiện thủ tục sớm trình chính phủ phê duyệt để dự án sớm trở thành hiện thực. Về tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình Hà Nam với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của dự án, đồng thời cho biết sẽ xem xét nghiên cứu việc phối hợp nâng cấp đoạn đường bên tỉnh Hà Nam. Liên quan đến trạm thu phí cầu Tân Đệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị tỉnh Thái Bình nghiên cứu xem xét các phương án tốt nhất để hoàn vốn dự án cho nhà đầu tư. Vấn đề duy tu sửa chữa đường bộ, Bộ trưởng khẳng định bình quân chung điều tiết về các tỉnh trên cả nước của quỹ bảo trì đường bộ là 35%, nên Bộ sẽ xem xét đề nghị của Thái Bình. Bộ trưởng cũng giao Tổng cục Đường bộ phối kết hợp với Sở Giao thông Vận tải 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên rà soát thực trạng, khi đủ điều kiện sẽ xem xét để chuyển tuyến đường hiện nay lên thành quốc lộ kết nối 3 tỉnh này. Bộ trưởng ủng hộ tỉnh xây dựng cầu vượt tại nút giao thông quan trọng vừa nêu nhằm giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, song đề nghị Thái Bình nghiên cứu quy mô, đồng thời xét khả năng của địa phương, báo cáo lên chính phủ. Chuyển sang thông tin về các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017 và 60 năm ngày thành lập Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn 1957-2017. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tới chúc mừng nhà trường nhân sự kiện trọng đại này.
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã đào tạo gần 30.000 học sinh. Với những nỗ lực phấn đấu 60 năm qua, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương lao động các loại, nhiều thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu cao quý nhà giáo ưu tú. Với tư cách vừa là lãnh đạo tỉnh, vừa là học sinh cũ của nhà trường, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc tới các bậc thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí ghi nhận biểu dương những kết quả mà trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị nhà trường tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đồng thời ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ giáo viên, coi học sinh là trung tâm của công tác giáo dục, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với trọng tâm là nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh. Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ tại trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan. Thành lập năm 1967, tiền thân là phân hiệu 2 của trường cấp 3 Đông Quan. 50 năm qua, phong trào tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Hội đồng Sư phạm trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan đã trở thành truyền thống trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Thành tích học sinh giỏi luôn ở trong top đầu của tỉnh và nằm trong top 200 trường Trung học phổ thông có thành tích đỗ đại học cao đẳng cao nhất toàn quốc, theo xếp hạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan vinh dự được Đảng và Nhà nước, các bộ ban ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng biểu dương những thành tích đạt được và đề nghị trường tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và giáo viên, nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh để tạo nền tảng vững chắc cho việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh về mọi mặt. Nhân dịp này, trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan đã được nhận cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của trường được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng nay, đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Trung học cơ sở Vũ Tây, huyện Kiến Sương. Trường Trung học cơ sở Vũ Tây tiền thân là trường Phổ thông Nông nghiệp Tây Sơn. Đến nay đã có trên 4.500 học sinh tốt nghiệp ra trường, nhiều học sinh có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, trở thành lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, kỹ sư, bác sĩ. Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở bình quân hàng năm luôn đạt trên 98%. Trường luôn chú trọng việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Với kết quả đạt được trong năm học 2016-2017, trường Trung học cơ sở Vũ Tây vinh dự đón nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về đơn vị có thành tích xuất sắc. Nhằm hạn chế tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động, giảm các vụ cháy nổ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đây là hai doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh ngành nghề liên quan nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động cháy nổ. Qua kiểm tra, về cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho người lao động, các chế độ đối với người lao động thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thép đặc biệt Seng Ly Việt Nam, do làm trong môi trường độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động. Từ đầu năm đến nay, công ty đã xảy ra 8 vụ tai nạn lao động. Đoàn kiểm tra đề nghị các doanh nghiệp cần xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh, kết hợp với lao động trong nước và nước ngoài để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến an toàn vệ sinh lao động, xây dựng phương án huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Khi xảy ra tai nạn lao động, cần khai báo kịp thời để có phương án giải quyết, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại một số phân xưởng,
có yêu cầu nghiêm ngặt thiết bị máy móc để hạn chế tai nạn lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh ý kiến của cử tri về việc công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hà Thái nằm trong khu công nghiệp Tiền Hải sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, công ty này vẫn bất chấp coi thường pháp luật, không hợp tác với các cơ quan chức năng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hà Thái được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất tại khu công nghiệp Tiền Hải để xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi với công suất 50.000 tấn một năm. Tuy nhiên, từ ngày đi vào hoạt động, công ty vi phạm về đất đai, bảo vệ môi trường nhưng không khắc phục các vi phạm. Tự ý thay đổi nguyên liệu sản xuất từ bột cá sang da, sưng động vật, gây phát tán mùi hôi thối. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, các xã lân cận, mà còn ảnh hưởng đến các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải. Thêm vào đó, từ năm 2015 đến nay, công ty không hợp tác, không chấp hành việc xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra của các cơ quan chức năng. Trước những vi phạm và thái độ coi thường pháp luật của công ty Phú Hà Thái, trong buổi làm việc mới đây nhất, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng cần khẩn trương quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm, cưỡng chế thu hồi nợ, thu hồi đất như Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do công ty gây ra. Hội chữ thập đỏ huyện Thái Thụy trao 26 triệu đồng của nhà tài trợ Nguyễn Bảo Thịnh Thúy cho Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy để nấu cháo miễn phí tặng bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Với tinh thần thiện nguyện vì bệnh nhân nghèo, thời gian qua, Hội chữ thập đỏ huyện Thái Thụy đã kết nối với các nhà tài trợ, kêu gọi ủng hộ kinh phí và phối hợp với hai bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh xây dựng nồi cháo tình nghĩa. Hiện mỗi tuần có hàng trăm bệnh nhân nghèo được nhận cháo miễn phí, giảm bớt khó khăn, yên tâm dưỡng bệnh. Mới đây, nhà tài trợ Bảo Thịnh Thúy ủng hộ 26 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ huyện Thái Thụy đã tổ chức trao cho ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy đề nghị đơn vị duy trì tốt hơn việc nấu cháo miễn phí cấp phát tới bệnh nhân nghèo. Với đó, Hội chữ thập đỏ Thái Thụy trích quỹ nhân đạo 40 triệu đồng hỗ trợ cô giáo Nguyễn Thị Ngoan, trường mầm non xã Thụy Thanh xây dựng nhà ở và thăm tặng 2 triệu đồng cho gia đình học sinh bị đuối nước tại xã Thái Thụy. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp để giảm nghèo, trong đó hiệu quả nhất là tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ nguồn vốn vay mà nhiều hộ đã phát huy hiệu quả nguồn vốn, trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi. Câu chuyện thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi ở xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng là một ví dụ. Gần 10 năm trước, gia đình chị Tấm, thôn Thống Nhất, xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng là một trong những hộ nghèo nhất ở xã. Chồng mất vì bị bệnh ung thư, một mình chị vừa phải trang trải nợ nần, vừa xoay sở nuôi hai con đang tuổi ăn học. Với quyết tâm thoát nghèo, sau khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên và hộ nghèo, chị Tấm học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của một số hộ trong xã và vùng lân cận, mua bò về nuôi và đống đầm để phát triển mô hình kinh tế VAC, nuôi cá, trồng màu. Nhờ cần cù chịu khó, thay đổi nếp nghĩ cách làm, mà cuộc sống của ba mẹ con chị Tấm ngày một khá hơn. Bây giờ chị đã sở hữu khu chuyển đổi để phát triển kinh tế VAC rộng hơn một mẫu. Có được cơ ngơi này, với chị Tấm, đó không chỉ là may mắn, mà còn là sự nắm bắt kịp thời chủ trương và nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo. Không có 2.000 vốn này thì thực sự là quá khó khăn, không thể làm được. Vì nhá, muốn nuôi một con bò nó đẻ một năm ra là được hơn chục triệu. Một con mê, nhưng trong khi đó không có vốn thì không mua được. Thế nên là phải có vốn, nên là phải nhờ vốn thì mình mới làm được. Với hôm nay thì cuộc sống thì cũng coi như là tạm ổn. Các cháu được ăn học, được trưởng thành. Từ khi tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, gia đình ông Phạm Văn Bảo, thôn Vạn Thắng đã mở rộng được cơ sở sản xuất mộc của gia đình. Nhờ những phương thức sản xuất kinh doanh hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thị trường, nên mỗi năm, gia đình ông Bảo có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình ông vươn lên trở thành hộ khá giả trong xã và giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Trước kia là gia đình tôi là rất chật vật bởi vì cái vốn nó rất là giới hạn, hạn hẹp. Cái vốn vay 20 triệu này thì thực ra mà nói thì kể ra cũng không phải là to.
nhưng mà ít ra cũng tạo điều kiện cho gia đình tôi để mua đồ đạc, máy móc thêm kèm vào để mua gỗ để tạo điều kiện bố con tôi để làm ăn. Cái vốn vay được lãi suất thấp thì là bà con từ cái nguồn vốn ấy là bà con sản xuất kinh doanh ra là có hiệu quả. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách thông qua các tổ chức đoàn thể mà nhiều hộ nghèo ở Hoa Nam đã vươn lên thoát nghèo. Đến nay ở Hoa Nam chỉ còn 3,65% hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều. Kết quả này đang góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi hộ nghèo có nhu cầu phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo, thì đồng vốn vay ưu đãi đối với họ vô cùng có ý nghĩa. Gia đình chị Tấm, gia đình ông Mạo chỉ là hai trong số rất nhiều hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi. Hãy chung tay để giảm nghèo bền vững. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.